Xin chào quý vị khán giả. Trong chương trình ngày hôm nay, Diệu Thảo sẽ giới thiệu với quý vị khán giả một món lẩu mà nấu với nguyên liệu chính là kim chi. Ai cũng biết là kim chi là một món ăn quen thuộc của Hàn Quốc, được coi là món truyền thống. Tuy nhiên, đối với người Việt Nam, từ rất là lâu rồi, người Việt Nam cũng rất là quen dùng kim chi. Tuy nhiên, kim chi mà người Việt Nam làm thì cũng có phần khác với lại kim chi của Hàn Quốc. Vì kim chi Hàn Quốc được làm từ loại ớt bột rất là đặc biệt, tạo nên màu đỏ tươi và hương vị cùng với lại những vị ngọt của trái lê, trái táo sẽ làm cho kim chi có mùi vị đặc biệt. Tuy nhiên, cho dầu là kim chi Việt Nam hay kim chi Hàn Quốc, chúng ta cũng đều có thể chế biến ra một món rất là ngon phối hợp với lẩu. Ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng vào bếp và sử dụng nguyên liệu thịt bò với lại kim chi để cùng thực hiện món lẩu kim chi thịt bò. Để thực hiện món ăn này thì đầu tiên quý vị khán giả sẽ chuẩn bị nguyên liệu. Nguyên liệu chính không thể thiếu đó là kim chi. Chúng ta sử dụng khoảng 300g kim chi đã được muối sẵn. Quý vị khán giả có thể mua kim chi đã được làm sẵn ở siêu thị. Kim chi Hàn Quốc hay kim chi Việt Nam gì cũng được, là vì nó đều có cái vị chua do quá trình chúng ta muối chua tạo nên axit lactic trong đó sẽ làm cho hệ tiêu hóa chúng ta hoạt động dễ dàng hơn. Nguyên liệu thứ hai quý vị khán giả sẽ chuẩn bị sang đến 200g thịt bò, 200g gan heo. Và chúng ta sẽ sử dụng thêm một củ hành tây, một củ cà rốt, 2 tép sả, 4 trái ớt hiểm và một củ gừng. Đây là những nguyên liệu chúng ta thêm vào trong món ăn để món ăn thêm phần hấp dẫn. Cuối cùng để ăn kèm thì quý vị khán giả sẽ sử dụng cải bó xôi và bánh phở, 2 cái trứng gà để chúng ta có thể dùng thêm món ăn cho món ăn thêm phần phong phú và bổ dưỡng. Cuối cùng, hương vị đặc biệt cay của kim chi sẽ được hỗ trợ thêm bằng khoảng một muỗng canh sa tế và mùi thơm sẽ bổ sung bằng một ít dầu mè. Để làm món lẩu kim chi thì thật ra có nhiều công thức lắm. Có thể là chúng ta nấu rất là đơn giản, kim chi cùng với lại thịt bắp bò và hầm mềm, hoặc là chúng ta có thể nấu với sườn heo cũng rất là ngon. Nhưng món ăn ngày hôm nay thì phong phú hơn một chút, vừa có thịt bò và vừa có gan heo. Và giai đoạn đầu tiên là quý vị khán giả sẽ chuẩn bị nồi nước dùng. Để nấu nước dùng làm món lẩu kim chi này thì quý vị khán giả sẽ sử dụng nước dùng bò. Có nghĩa là chúng ta mua xương bò về chúng ta nấu để cho có nước dùng. Hơi công phu hơn một chút xíu là vì chúng ta sử dụng xương bò đó thì thời gian nấu ít nhất là cũng phải từ 8 đến 10 tiếng. Nếu không có thời gian thì quý vị khán giả có thể thay thế bằng nước dùng heo cũng được. Tuy nhiên hương vị sẽ không bằng như là chúng ta nấu với lại xương bò. Và Diệu Thảo đã chuẩn bị sẵn một nồi nước dùng thịt bò. Chúng ta bật bếp lên. Nước dùng này chúng ta sẽ nấu với khoảng 2kg xương bò và quý vị khán giả sẽ lấy khoảng 4 lít nước. Kế đó thì quý vị khán giả sẽ nêm gia vị vào phần nước dùng bò. Chúng ta cho vào khoảng 1 muỗng rưỡi và chúng ta sử dụng muỗng canh để lường, 1 muỗng rưỡi hạt nêm, khoảng 1 muỗng cà phê bột ngọt. Nêm vào một ít muối, rất là ít muối thôi. Thường thường các món ăn Diệu Thảo thường hay nêm ngoài hạt nêm hay là nước mắm thì vị mặn còn được bổ sung bằng một chút muối sẽ làm món ăn chúng ta đậm đà hơn. Tuy nhiên hết sức cẩn thận vì khi cho muối vào món ăn nếu quá tay thì dễ có cái vị mặn và vị chát ở trong đó làm cho món ăn không ngon. Và món lẩu kim chi thịt bò này có vị chua của kim chi cho nên nhất định là quý vị khán giả sẽ nêm thêm một ít đường nữa. Kế đó thì chúng ta sẽ sử dụng những nguyên liệu để tạo mùi thơm và khử mùi của thịt bò. Chúng ta sẽ dùng gừng sắc lát mỏng. Thả gừng vào trong nồi nước dùng này. Kế đó là phần sả. Phần sả chúng ta sẽ đập dập. Và cũng sắc lát mỏng. Tại sao chúng ta phải có cái thao tác đập dập này? Tất cả những loại gia vị mà có cái mùi thơm, ví dụ như sả, nè, hành hoặc là tỏi, có những túi tinh dầu nhỏ ở phía bên trong đó thì những túi tinh dầu đó chính là nguồn gốc để tạo nên mùi thơm của các loại gia vị đó. Khi chúng ta đập dập thì những túi tinh dầu đó sẽ vỡ ra và mùi thơm sẽ tỏa ra ngào ngạt hơn. Cho nên trước khi chúng ta cắt sả ra thành lát như thế này thì quý vị khán giả sẽ đập dập. Tương tự như là khi chúng ta ướp gia vị với các loại hành tỏi cũng vậy thì chúng ta đập dập ra sẽ làm cho hương thơm ngào ngạt hơn. Chúng ta sẽ tiếp tục đập dập đến cái củ sả thứ hai và cũng sắc mỏng như vậy. Đối với một số món ăn Việt Nam như là bò kho hoặc là quý vị khán giả nấu bún bò Huế đó thì sả chúng ta chỉ đơn giản là đập dập và cho vào thôi. Nhưng đối với món ăn này chúng ta muốn tăng thêm mùi thơm và sự phong phú của món ăn thì quý vị khán giả sẽ sắc mỏng ra. Ớt hiểm chúng ta sẽ sử dụng khoảng 4 trái ớt hiểm và cũng
đập dập sơ qua, cho 4 trái ớt hiểm vào. Kế đó thì quý vị khán giả sẽ cắt sang các nguyên liệu còn lại. Củ hành tây thì chúng ta sắc muối, cho vào đĩa. Hành tây này thì quý vị khán giả sẽ không cho vào nồi ngay bây giờ, mà khi nào ăn thì quý vị khán giả mới nhúng vào. Ăn tới đâu thì chúng ta nhúng vào tới đó. Vì hành tây là một nguyên liệu mau chín, cho nên không bao giờ chúng ta cho vào trước cả. Hành tây cắt xong, cà rốt cho vào để tạo nên màu sắc đẹp. Chúng ta sẽ sử dụng một khúc cà rốt như thế này và dùng dao khía những rãnh nhỏ ở phía bên trên củ cà rốt. Chúng ta sẽ khía vào khoảng từ 4 đến 5 khía như thế này thì sẽ tạo ra một cái cánh hoa 5 cánh. Đây là một cái củ cà rốt đã hoàn tất nè, có 5 cánh hoa. Thì chúng ta sẽ sắc những khoanh cà rốt có độ dày khoảng 0,5 cm. Cà rốt là nguyên liệu lâu chín, cho nên chúng ta sẽ cho cà rốt vào trước. Tiếp tục đến khoanh cà rốt kế tiếp cũng vậy. Chúng ta sẽ dùng dao nhấn những cái rãnh hình chữ V như thế này. Nhấn sâu vào củ cà rốt. Cũng lưu ý là chúng ta không nhấn quá sâu, vì khi mà nhấn quá sâu á, khi cắt ra thì những cánh hoa dễ bị rời ra trong quá trình chúng ta nấu. Và quý vị khán giả cũng cắt thành những khoanh mỏng như vậy. Cà rốt sắc xong. Trong khi chờ cho nước dùng sôi trở lại thì bây giờ chúng ta chuẩn bị sang hai nguyên liệu chính là thịt bò và gan. Thịt bò thì chúng ta sắc lát mỏng. Quý vị khán giả sẽ sử dụng thịt bò phi lê. Chúng ta mua thịt bò phi lê là thường phi lê người ta bán một cây dài như thế này. Chúng ta chọn miếng phi lê phần thân, phần thịt thăn á, tức là phần thăn nội thì sẽ mềm và ngon hơn là phần thăn ngoại, tức là phần thịt ở phía bên phần sống lưng. Chúng ta cắt thành lát mỏng như thế này. Khi mua thịt bò để làm món lẩu mà chúng ta mua phi lê mà mua đúng phần thăn nội đó, thì chúng ta sẽ có những miếng thịt bò rất mềm. Và chúng ta chỉ cần chú ý là khi cắt, chúng ta cắt theo sớ ngang. Rất là đơn giản là vì miếng thịt thăn thì tròn và có độ dài, cho nên chúng ta cắt theo chiều tròn như thế này là chính xác là sẽ là sớ ngang. Và chúng ta không sợ là thịt bị dai. Phần thịt bò sau khi sắc xong thì quý vị khán giả sẽ sắc đến gan. Gan heo thì quý vị khán giả nhớ lưu ý chúng ta chọn những miếng gan có độ đồng nhất, có màu hồng nhạt, không có những đốm trắng ở phía bên trong, đó là gan ngon. Thì quý vị khán giả sẽ cắt ra thành những miếng tương đối dày một chút chứ không cắt quá mỏng. Thịt bò thì khi ăn sẽ nhúng vào, còn gan thì quý vị khán giả sẽ cắt miếng dày. Và đặc biệt đối với món lẩu kim chi thịt bò này, quý vị khán giả sẽ có thêm một công đoạn nhỏ nhưng cũng rất quan trọng, đó là chúng ta sẽ chiên qua phần gan này để khử đi mùi tanh của gan. Thông thường thì với các món lẩu, chúng ta chỉ việc nấu nước dùng và sau đó nhúng thịt bò và gan vào thôi. Nhưng đối với món ăn này thì đặc biệt là gan, chúng ta sẽ cho qua một cái giai đoạn là giai đoạn chúng ta chiên vàng, cũng sẽ tạo nên một hương vị rất là đặc biệt cho món ăn. Chính vì lý do đó cho nên khi cắt gan, quý vị khán giả không cắt quá mỏng mà chúng ta cắt dày một chút xíu. Rồi, chúng ta cho vào đĩa. Như vậy là phần nguyên liệu quý vị khán giả đã chuẩn bị xong. Sau khi chúng ta đã sơ chế xong các nguyên liệu rồi, bò, gan chúng ta đã cắt xong rồi, kim chi cũng đã chuẩn bị sẵn, củ hành tây chúng ta cũng đã cắt thành múi cau, các nguyên liệu như là rau và hủ tiếu ăn kèm chúng ta cũng đã bày ra bàn ăn. Quý vị khán giả sẽ sang giai đoạn mà Diệu Thảo vừa mới nói rằng là rất là đặc biệt cho món lẩu này, đó là chúng ta sẽ áp chảo những cái phần gan này. Chúng ta đặt một cái chảo lên bếp, chờ cho chảo nóng, sau đó quý vị khán giả sẽ cho dầu vào. Giai đoạn này gọi là áp chảo cho nên lượng dầu chúng ta không cho vào nhiều, chúng ta chỉ cho vào khoảng 2 muỗng canh dầu ăn thôi. Nếu không có dầu thì sẽ không làm cho món ăn thơm, nhưng mà nếu dầu nhiều quá thì sẽ làm cho món ăn của chúng ta bị ngấy. Do đó quý vị khán giả chỉ cho vào khoảng 2 muỗng canh dầu là vừa. Phần gan lúc nãy Diệu Thảo vừa mới cắt ra thành miếng mỏng có độ dày khoảng 0,7 cm. Chúng ta sẽ lần lượt thả phần gan này vào chảo khi mà chảo nóng. Có lẽ là bây giờ chảo đã nóng rồi, chúng ta sẽ thả gan vào. Lần lượt thả những miếng gan vào, chúng ta không xào. Quý vị khán giả nhớ lưu ý là chúng ta chỉ áp chảo thôi, có nghĩa là chúng ta lần lượt thả như thế này, vàng một mặt thì chúng ta lại vớt ra, chứ chúng ta không xào.
Khi áp chảo như thế này thì sẽ làm cho miếng gan xém vàng ở phía bên ngoài, nhưng mà phía bên trong á, thì vẫn còn độ mềm mại. Còn nếu chúng ta xào thì miếng gan sẽ chín kỹ quá. Khi áp chảo đã bắt đầu vàng một mặt rồi, quý vị khán giả sẽ trở sang mặt còn lại. Đó, chúng ta có thể quan sát là những miếng gan nè, có cái độ xém vàng như thế này là vừa. Trở sang mặt còn lại. Và chúng ta lại tiếp tục áp chảo vàng mặt còn lại. Sau khi áp chảo vàng cả hai mặt rồi, quý vị khán giả tắt bếp và bây giờ thì chúng ta xếp gan ra. Những miếng gan áp chảo này thì chỉ mới chín một phần thôi, vì gan á thì lưu ý là chúng ta không nấu quá kỹ. Gan nấu quá kỹ thì sẽ làm cho gan bị khô và cứng. Cho nên chúng ta áp chảo như vậy, gan thơm nhưng bên trong thì vẫn rất là mềm mại. Gan đã áp chảo xong rồi, bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục đến nồi lẩu này. Sau khi quý vị khán giả đã cho cà rốt vào cùng với lại ớt, sừng, sả, mùi thơm thì rất là thơm rồi đó. Vị thì chúng ta đã cho vào hạt nêm, chút muối, chút bột ngọt rồi, chút đường nữa. Bây giờ thì quý vị khán giả sẽ lần lượt cho kim chi vào. Kim chi này sẽ làm cho hương vị của món lẩu của chúng ta có vị chua chua và đặc biệt là cay cay, rất là ngon. Phần gan chúng ta đã áp chảo, quý vị khán giả cũng cho vào. Để cho hương vị đậm đà hơn và đặc biệt là vị cay tăng lên thì quý vị khán giả sẽ cho một muỗng canh sa tế vào. Dầu mè, quý vị khán giả sẽ cho vào khoảng một muỗng cà phê dầu mè thôi, rưới đều và khuấy để dầu mè này lan tỏa phần hương vị này lên. Cuối cùng khi ăn thì chúng ta mới bắt đầu cho củ hành tây vào. Diệu Thảo đã chọn một cái nồi đẹp để mà dọn lên bàn ăn. Tất nhiên là khi dọn món lẩu này thì chúng ta thường thực hiện vào cuối tuần mà, hoặc là mời bạn thân, bạn bè, người thân tới thưởng thức, cho nên nồi để dọn lên bàn ăn phải là nồi đẹp. Và các bạn sẽ cho phần nước lẩu vào, chúng ta lần lượt nhúng các nguyên liệu vào. Phần nước lẩu chúng ta nấu từ nãy giờ là cũng được rồi nè, chúng ta cũng đã nêm gia vị vào và Diệu Thảo cũng đã cho vào nồi đẹp rồi. Khi ăn đó, thì chúng ta sẽ lấy một ít bánh phở vào chén. Tất cả các nguyên liệu là tùy theo ý thích của mỗi người. Các bạn có thể nhúng vào một miếng gan áp chảo, một ít thịt bò. Và đây là một nồi lẩu mà Diệu Thảo đã nhúng các nguyên liệu vào rồi, cùng với cải bó xôi nè. Tất cả các nguyên liệu đã đầy đủ. Còn nếu mà bạn nào thích ăn trứng thì chúng ta sẽ đập trứng vào một cái vá và để cho trứng chín. Và chúng ta sẽ múc những nguyên liệu này vào. Múc trứng vào. Kế đó là thịt bò, một miếng gan heo. Hương thơm là rất thơm rồi đó. Còn vị thì chắc là phải chờ các bạn nấu thử và thưởng thức, và sau đó có thể chia sẻ cảm nhận với lại chúng tôi. Chúc các bạn thành công với món lẩu kim chi thịt bò, và hy vọng rằng chúng ta sẽ có một bữa cơm thật ấm áp bên gia đình và người thân.